Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến diễn ra gần cuối tháng 6. Hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đồng Nai đang tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12, giúp cho các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chủ động và đạt được kết quả cao nhất. Ghi nhận tại huyện miền núi Tân Phú. Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Đoàn Kết có 448 em học sinh khối 12, trong đó có 180 em đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 267 học sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Trong quá trình ôn tập, nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chú ý phân hóa đối tượng theo năng lực và theo dõi, đôn đốc các em trong quá trình ôn luyện, khuyến khích các em phát huy tinh thần tự giác học tập, nhất là thời gian ở nhà. Ngay tại thời điểm này, chỉ còn một tháng nữa thì nhà trường cùng thầy cô cũng phối hợp lại và đưa ra đề án ôn thi gấp rút để có thể tổng lại tất cả các kiến thức và ôn những kiến thức nâng cao hơn để có được điểm cao hơn trong kỳ thi. Dạ, hiện tại thì bọn em dựa vào cái kiến thức và cái trang mạng hiện nay, dựa vào Internet thì vào hè em đã xác định được mình cần làm những gì, mình đã xác định ngành nghiệp tương lai của mình như thế nào và đã có những chuẩn bị trước. Thì đến bây giờ thì các môn thi thầy cô cũng đã tuyên truyền và có những buổi hướng nghiệp đã giúp cho em hiểu nhiều hơn về những ngành nghề sắp tới. Dự định của em, nguyện vọng một của em đó là chuyên ngành hành trang của Học viện Hành chính Quốc gia. Công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 bước vào giai đoạn nước rút. Để đảm bảo chương trình giúp cho các em học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng, nhà trường dự kiến ôn tập trong 5 tuần, tập trung vào các môn thi tốt nghiệp như ngữ văn, toán, tiếng Anh, các tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thì nhà trường cũng đã tiến hành xây dựng và tổ chức cái kế hoạch ôn tập dạy học 2 buổi trên ngày cho học sinh khối 12 để nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Song song đấy thì nhà trường cũng tiến hành dạy và học phụ đạo cho những học sinh có học lực yếu kém ở hai môn toán và môn tiếng Anh với cái mục đích là để chống điểm thi bị liệt thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì nhà trường cũng kỳ vọng rằng cái kết quả tốt nghiệp mà thi tốt nghiệp năm 2023 của nhà trường, học sinh của nhà trường thì cũng sẽ đạt được kết quả đậu tỷ lệ cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần ôn luyện tích cực của thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn, tin rằng các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2023 với tâm thế chủ động, tự tin, đạt được kết quả như kỳ vọng.